trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Hôm nay chương trình luận bàn thời sự của chúng tôi gồm có 3 người: Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, Võ Nguyễn Duy Khôi và tôi. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên bị bận công tác, thành ra hôm nay vắng mặt. Và đề tài của chúng tôi hôm nay là những vấn đề mà nóng bỏng trong thời gian vừa rồi, đó là những vấn đề thuộc về Biển Đông. Chúng tôi cũng có một người mà chúng tôi muốn đặt vấn đề, đó là Tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Trong cái thời gian vừa qua thì Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam và Philippines, đặt vấn đề về Hoàng Sa, mà trong đó chúng ta biết rằng tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi gần vào cái đảo Hoàng Sa, là cái nơi mà từ trước nay Việt Nam cũng như là thế giới cũng không bao giờ để ý tới và chỉ nói tới từ Trường Sa. Bây giờ chúng tôi muốn đặt vấn đề hỏi anh Tiến sĩ Đinh Xuân Quân về sự thay đổi này trong cái chiều hướng của Hoa Kỳ và các quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Chúng ta nên trở lại, quay cái phim trở lại một chút. Nghĩa là Hoàng Sa là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, và năm tháng 4 1974 Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa. Tôi còn nhớ là tôi lúc đó còn sinh viên tại Paris mà được chính phủ Việt Nam gửi đi học, thành ra xuống đường trước mặt tòa đại sứ Trung Quốc tại Paris. Thì đây đó, từ 1974 tới bây giờ đó, trong tất cả cố gắng của Trung Quốc là không bao giờ đưa Hoàng Sa thành vấn đề. Trong những cái buổi họp giữa ASEAN nói về Biển Đông đó, thì Hoàng Sa không bao giờ được đưa lên. Và chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng chưa bao giờ nói cái chuyện đó hết. Thành ra coi tới bây giờ những cái tranh chấp ở Biển Đông đó là tranh chấp về Trường Sa chứ không phải là về Hoàng Sa. Đối với cách đây 2-3 tuần đó thì là Hoa Kỳ đã gửi một tàu chiến Wilbert do một nữ captain tới đảo Hoàng Sa, thì nó lại đưa lên cái vấn đề, đặt lại cái vấn đề rõ ràng là Hoàng Sa là một nơi tranh chấp. Trước đó chưa bao giờ giữa Trung Quốc và Việt Nam, và giữa Việt Nam và Trung Quốc, và giữa Trung Quốc và ASEAN không bao giờ nói tới Hoàng Sa. Hôm qua thì thấy là phía Việt Nam đưa lên vấn đề Trung Quốc đặt vũ khí tại Hoàng Sa. Tại Hoàng Sa. Và cái chuyện này nó là một cái thay đổi khá quan trọng về lập trường. Tại vì hồi đó tới giờ mỗi lần nói chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc là vấn đề Hoàng Sa bị bác. Hoàng Sa không phải là một lãnh thổ tranh chấp, mà Hoàng Sa là lãnh thổ Trung Quốc. Do đó khi Việt Nam lên tiếng và khi Hải quân Hoa Kỳ gửi tàu tới Hoàng Sa, nó cho thấy là đây là một cái, nghĩa là nơi một lãnh thổ tranh chấp, có tranh chấp. Và Hoa Kỳ không chấp nhận việc mà khi mà Trung Quốc đánh Hoàng Sa vào 1974 và coi cái này là thuộc Hoàng Sa, là thuộc Trung Quốc. Hồi đó tới giờ đó, Việt Nam, nhất là miền Nam mình, cũng coi là lúc đó là Hoa Kỳ, hạm đội 7 của Hoa Kỳ ở gần đó mà không tới cứu giúp Việt Nam, không tới giúp Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc 1974. Và do đó là rõ ràng là dân chúng miền Nam là rất là phẫn nộ. Nhưng mà đừng có quên, cái mình không có nên quên là hồi đó là Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đã gửi kháng thư lên Liên Hợp Quốc và đã làm tất cả những cái thủ tục
gọi là luật pháp, về luật pháp để nói đây là một cuộc xâm chiếm và lãnh thổ của Việt Nam. Và những cái chuyện đó nó còn đó, những cái giấy tờ nó còn đó. Thì mình cũng hiểu là trong bao nhiêu năm là Việt Nam cộng sản, nghĩa là dép râu thì lúc nào cũng tưởng là luật là không có quan trọng. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà thấy gọi là khi cần tới lúc nước nghĩa là gặp khó khăn đó, thì những cái giấy tờ đó nó là rất là quan trọng. Và những cái giấy tờ khi mà phản kháng của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa với Liên Hợp Quốc về vấn đề Hoàng Sa vẫn còn đó. Thì tôi thấy đây là một cái lập trường, đối với tôi đó thì đây là một cái lập trường của Việt Nam càng ngày càng thay đổi, xa Trung Quốc hơn một tí thôi. Tôi không dám nói nhiều, nhưng mà đó là cái tôi nghĩ là cái quan trọng đó anh Kim. À, bây giờ đối với lại anh Khôi đó, thì cái người trẻ trong cái vấn đề Hoàng Sa là như thế nào? Bởi vì lúc đó thì Khôi còn rất nhỏ, chưa có biết gì về Hoàng Sa cả. Nhưng mà bây giờ thì đọc lịch sử cũng như là theo dõi những tin tức, thì Khôi sẽ nghĩ thế nào về Hoàng Sa? Và mình làm thế nào để mình có thể mình tác động vô cái việc mà tranh chấp lấy lại đảo Hoàng Sa của mình? Thưa bác Kim, rõ ràng thì đối với vấn đề lịch sử thì chúng ta phải nghiên cứu và học hỏi từ những tư liệu lịch sử và từ những các bác các chú đi trước. Thì đó là vấn đề lịch sử nói chung, còn vấn đề về đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng, hai quần đảo đó, thì rõ ràng đó là vốn dĩ là đất của Việt Nam mình, mà bây giờ đã bị gọi là xâm chiếm. Thì nếu mà mình nhìn về Trường Sa thì đã bị chiếm từ năm 1974. Lần này tiếng nói trở lại, thì có thể đây là một cái cơ hội để cho chúng ta tác động thêm nữa bằng ảnh hưởng lớn hơn nữa. Lần này chúng ta có ảnh hưởng mạnh hơn đối với chính phủ Hoa Kỳ, vì chúng ta đã có lực lượng người Việt, người Mỹ gốc Việt ở bên đây, thì chúng ta có thể tác động mạnh hơn so với cái lần tiếng nói năm 1974. Tôi xin phép thêm một cái nữa, mà ở Việt Nam nó có một cái phong trào mới là học hỏi lại lịch sử. Mình cũng hiểu là khi đối với người cộng sản là lúc nào họ cũng muốn tự viết lại cái lịch sử theo ý của họ. Và bây giờ đó thì mình thấy tại Việt Nam nó có những cái thay đổi quan trọng. Cái quan trọng đầu tiên đó là người ta nói về ông Nguyễn Văn Thà. Tên Ngụy là đúng rồi, Nguyễn Văn Thà, ông thiếu tá Nguyễn Văn Thà đã từng đứng lên đánh với Trung Quốc tại Hoàng Sa. Cái thứ hai nữa là những người mà đánh nhau với Trung Quốc năm 79 đã được nêu lên. Đảng Cộng sản trong nhiều năm, trong 40 năm qua đã cố gắng bịt miệng dân chúng về cái đó. Thì tôi thấy cái này nó cũng là một cái thay đổi khá lớn đối với những cái gì mà nó xảy ra tại Việt Nam. Vâng, đúng như thế. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng trong cái kỳ trước đó, cách đây mấy năm, thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như là ông Trương Tấn Sang có nói tới cái cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa. Và từ đó, đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng cái chính phủ của Cộng sản Việt Nam đó, bắt đầu có vẻ có khuynh hướng thay đổi và nhìn nhận những cái sự kiện lịch sử đó như là một dấu mốc để chứng tỏ rằng cái việc Hoàng Sa nó là của Việt Nam. Nhưng mà từ đó, đó thì câu chuyện nó bắt đầu êm cho tới bây giờ, thì bắt đầu nghĩa là người ta lại nói lại Hoàng Sa, và điều đó cho người ta nhìn thấy một vấn đề là cái chính sách của Việt Nam Cộng sản bắt đầu có vẻ hơi nhích về phía dân tộc một chút, chứ không phải là hoàn toàn từ trước nay là hoàn toàn là cộng sản hoàn toàn. Tôi thấy cái này thì đúng thôi, tại vì dân chúng này là Việt Nam mình sống ra, mới sanh ra là mình biết là mấy ngàn năm, 1000 năm đô hộ thì làm sao mà Việt Nam và Trung Quốc cũng như nghĩa là dầu với lề nước, nước với dầu không bao giờ hòa tan được.
Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong phần tới. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.